lại với kênh của Lemon Coffee. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm một ly cà phê mà nhìn cái ly cà phê đó sẽ bắt mắt hơn, nhìn hấp dẫn hơn, là cái ly cà phê 4 tầng nha anh chị. Thì cách làm cà phê 4 tầng như thế nào? Thì đó là chúng ta sẽ bao gồm sữa tươi, sữa đặc và cà phê. Thì thông thường mà chúng ta uống ly cà phê 4 tầng theo cái kiểu 4 tầng như vậy á, là tức là cái lượng cà phê nó sẽ ít hơn so với cà phê đen, cà phê sữa, là phù hợp cho những cái anh chị nào mà họ thích uống cà phê sữa nhưng mà muốn ít cà phê, có nghĩa là họ không uống được nhiều cà phê nha anh chị. Thì thao tác cách làm như thế nào thì các anh chị hãy cùng em tìm hiểu ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần có bột cà phê đây ạ. Thì cà phê này là em xay ra từ những cái hạt cà phê rang xay của Lemon Coffee nha anh chị. Đây ạ, em đã xay sẵn ra rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cần 30ml sữa đặc ạ. Sữa tươi ở đây anh chị có thể dùng sữa tươi không đường hoặc là sữa tươi có đường. Thì thông thường là mình sẽ dùng sữa tươi có đường nếu mà mình muốn ngọt. Còn nếu như mà anh chị nào mà muốn không thích ngọt thì mình có thể dùng loại sữa tươi không đường nha anh chị. Vì thế là sẽ phụ thuộc vào cái sở thích uống ngọt của mình. Thì sữa tươi chúng ta sẽ dùng 50ml sữa tươi. Thì thao tác như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ pha cà phê nha anh chị. Đây ạ, em sẽ có một bộ phinh nhỏ như thế này để pha cà phê. Đầu tiên là em sẽ tráng phin ạ. Để phin cà phê của mình được nóng hơn và cũng như là loại bỏ được mùi bụi bẩn hay là mùi hôi. Tiếp theo là mình sẽ cân cà phê nha anh chị. Thì thông thường một phin nhỏ như thế này thì chúng ta lấy tầm 25 đến 27 gram cà phê nguyên chất. Em sẽ cho cà phê vào phin. Rồi mình thực hiện thao tác pha cà phê thì mình sẽ lắc bằng cái mặt cà phê xuống. Mình sẽ ít hất một ít cà phê lên trên như thế này nè anh chị, để cà phê của mình nó không bị lật phao khi mà chúng ta pha. Rồi mình thực hiện thao tác pha. Thì em đã có hướng dẫn cho anh chị về cách pha cà phê bằng phin nhỏ rồi. Thì nếu như mà anh chị nào mình chưa biết cách pha hoặc là mình thắc mắc ở đâu thì anh chị có thể comment bên dưới, em sẽ gửi cho anh chị cái link chi tiết cũng như là sẽ giải đáp thắc mắc cho mình ạ. Mình ủ trong vòng tầm khoảng tầm 1 phút nha anh chị. Rồi, mình cứ để đó để cà phê chảy thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cân sữa tươi. Thì như em nói lúc đầu là chúng ta sẽ dùng 50ml sữa tươi nha anh chị. Ở đây là em sẽ dùng sữa tươi có đường ạ. Và 30ml sữa đặc. Để trang trí chúng ta cần có một cái ly để mà đổ thức uống ra như thế này. Em sẽ đặt ly lên đây ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ cho toàn bộ 30 vào trong cái ly mà em vừa lấy ra. Tiếp theo em sẽ cho luôn cái phần sữa tươi nha anh chị. Thì trước đó thì em đã có pha một cái phin cà phê sẵn. Đây ạ, mình sẽ dùng 30ml nước cốt thôi nha anh chị.
mình sẽ cho đá vừa đủ cho ra cái ly này vào sắc cơ, vào cái sắc cơ này. Và chúng ta cho hết 30ml cà phê mà chúng ta vừa lấy cho vào sắc cơ này. Chúng ta thực hiện thao tác lắc nha anh chị. Mình lắc càng mạnh thì bọt sẽ càng lên nhiều, để nó phân tầng đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ cho toàn bộ cái lượng cà phê và đá vào trong ly ạ. Thì từ từ cái ly cà phê của chúng ta sẽ phân được 4 tầng. Tầng đầu tiên sẽ là tầng sữa đặc, phần tầng thứ hai là tầng sữa tươi. Thì từ từ cà phê nó sẽ lắng xuống thêm một tầng màu đen ở đây nữa, là tầng cà phê, và tầng trên là tầng bọt. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách làm cà phê 4 tầng, cũng giống như là nếu mà mình muốn đa dạng cái ly của mình lên, đa dạng cái hình thức ly cà phê sữa của mình lên, thì mình có thể áp dụng cách này để nhìn cái ly cà phê sữa của mình nó bắt mắt hơn. Thì nếu như mà anh chị thích video này thì hãy like và share giúp em ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.